Bạn cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Thanh Hằng, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long để cùng nhau tìm hiểu về thông tin của chủ đề hôm nay. Bác sĩ Hằng thân mến, vấn đề mà sức khỏe răng miệng thì hầu như là ai cũng rất là quan tâm, bởi vì khi mà răng của chúng ta khỏe đẹp thì chúng ta có một nụ cười rạng rỡ và chúng ta luôn luôn tự tin khi giao tiếp bên ngoài. Tuy nhiên là để chăm sóc hàm răng của chúng ta được khỏe đẹp thì nghĩ là đơn giản, nhưng tôi nghĩ là cũng nhiều người cũng chưa biết cách đâu. Bác sĩ Hằng có thể chia sẻ để mọi người có thể biết rõ hơn là để có đạt được một cái hàm răng khỏe mạnh, dĩ nhiên là ở ngoài những cái yếu tố giống như là di truyền, tức là khi mà mình bẩm sinh sinh ra mình đã thừa hưởng được một cái hàm răng khỏe đẹp, mình chăm sóc để nó có hai cách, tức là chăm sóc tại nhà và chăm sóc tại phòng răng. Thì chăm sóc tại phòng nhà, ở nhà là sao? Tức là sau khi ăn xong, sử dụng những cái bàn chỉ nha khoa để mình lấy sạch những cái thức ăn dính ở những kẽ răng. Tại vì thực sự khi mà mình đánh răng sạch á, thì mình cũng chỉ đánh được mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai thôi. Mặt bên và không có bị nhét thức ăn, không bị sâu thì mình phải có sự trợ giúp của chỉ nha khoa. Dĩ nhiên là mình phải biết bảo vệ những cái răng của mình, giống như là mình không cắn những cái vật quá cứng. Những cái răng bị sâu thì mình nên đi chám liền. Yeah. Những cái răng bị lung lay thì mình cũng đến khám bác sĩ để bác sĩ cho mình những cái phương pháp chỉ định để mình có thể phục hồi được những cái răng như vậy, những cái răng mà bị lung lay. Sau đó là một cái chế độ thăm khám định kỳ ở phòng nha. Thì một cái chế độ thăm khám định kỳ 6 tháng một lần rất là quan trọng để bác sĩ phát hiện ra mình những cái lỗ sâu nhỏ để mình có thể chám sớm ngay từ ban đầu khi mới sâu ngà thôi. Mình chưa có để rất nặng để mình phải lấy tủy. Cái thứ hai nữa là mình lấy vôi răng, mình lấy vôi răng để cho miệng, cái tình trạng răng miệng của mình luôn thơm, tho, sạch sẽ. Bởi vì khi mà mình đánh răng thì mình cũng không thể nào mà mình có những cái vùng răng để mình có thể mình làm sạch tới nơi được. Giống như là những cái kẽ của cái răng số 8, những cái túi xa của răng 8. Cho nên mình cần phải trợ giúp bởi những cái dụng cụ nha khoa, như là làm sạch răng ở những cái vùng đó, thì vùng đó rất là khó làm sạch. Đó là những cái phương pháp mà mình bảo vệ cái hàm răng của mình. Và mình phải, nếu mà với trường hợp là những cái em bé thì cũng như vậy thôi, mình có phải thăm khám thường xuyên và mình phải nhổ răng đúng cái tuổi thay răng của mình. Và nếu những cái răng sữa mà mình có sâu thì mình cũng nên đi chám sớm để mình bảo vệ cái răng đó để tới tuổi thay là tốt nhất. Tại vì những cái răng sữa mà nhổ sớm quá thì cũng không tốt. Hoặc là nếu như mà để tới viêm tủy đau nhất thì em bé rất là khó trong cái trường hợp mà lấy tủy để mà giữ lại. Tại vì có thể lúc em bé mới 4-5 tuổi thôi là đã bị sâu, nhưng mà thực sự cái răng đó mà tới tuổi thay là 12 tuổi. Nên lúc đó thì mình sẽ rất là khó xử lý trong những cái trường hợp mà để mà giữ được cho tới tuổi thay. Và trong việc bảo vệ sức khỏe răng miệng của chúng ta thì thường quý nghe nhiều người khuyến khích là nên sử dụng cái chỉ nha khoa. Cái chỉ nha khoa này chúng ta có sử dụng thường xuyên được hay không? Nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe răng miệng của chúng ta hay không? Chỉ nha khoa thì nếu mà tốt nhất là sử dụng thường xuyên sau mỗi lần chải răng. Thì giống như lúc nãy Hằng có nói á, là chải răng chỉ làm sạch được ba mặt, mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai thôi. Mặt bên dứt khoát phải sử dụng bằng chỉ nha khoa. Thì chỉ nha khoa có hai loại. Có một loại chỉ là bằng sáp. Thì khi mà nó vô nước miếng của mình thì cái sợi chỉ nó sẽ nhỏ lại để làm sạch. Loại thứ hai là loại đơn sợi, sợi đơn thì rất là dai. Cho nên khi mà mình vô trong miệng của mình thì cũng có nước miếng thì cũng nhỏ, làm sạch rất là tốt. Tuy nhiên là khi mà mình sử dụng chỉ nha khoa thì mình không nên sử dụng ấn xuống quá mạnh để có thể làm chảy xước nú, chảy máu nú. Và bên cạnh việc sử dụng chỉ nha khoa thì chúng ta có thể là giữ vệ sinh răng miệng bằng sử dụng nước súc miệng được hay không? Mình có thể ngậm muối là cái phương pháp mà tốt nhất. Bên cạnh đó thì mình vẫn có thể là sử dụng thêm những cái nước súc miệng rất là tốt. Dân xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Hằng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về việc chăm sóc răng như thế nào là đúng cách để có thể đảm bảo được sức khỏe răng miệng của chúng ta qua phần chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Thanh Hằng, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long. Và đến đây thì chương trình Alo Bác Sĩ xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị.